Xin chào, video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chọn mua và test máy một chiếc LG G4 cũ. Mua điện thoại mới thì ai cũng thích rồi. Tuy nhiên thì nếu điều kiện kinh tế không được dư giả cho lắm thì các bạn có thể mua một chiếc LG G4 cũ qua sử dụng để tiết kiệm được một khoản kha khá khi các bạn lên đời máy. Khi lên đời máy, bán đi cũng đỡ mất giá nhiều so với việc các bạn mua một chiếc máy mới và sau đó bán lại. Khi mua máy cũ qua sử dụng thì thứ tự ưu tiên tìm kiếm máy đầu tiên sẽ là mua của người thân. Người thân nhé, người quen nhiều lúc hên xui lắm. Nếu không thì các bạn có thể mua ở các cửa hàng. Máy ở các cửa hàng thì rất nhiều, phần lớn cũng là máy qua sử dụng. Mình thì mình ưu tiên mua ở các cửa hàng hơn là mua của các bạn giao trên Nhật Tảo hay Facebook. Theo mình là như thế. Vì dù sao thì các cửa hàng làm ăn lâu năm chắc chắn sẽ uy tín và cam kết hơn việc mua của một ai đó trên mạng và được bảo hành trách nhiệm trong khoảng một tháng. Khi mua máy ở các cửa hàng, dù nhiều cửa hàng có các bạn kỹ thuật đã test máy trước khi bán ra rồi, nhưng nếu các bạn biết một chút kiến thức về test máy thì có lẽ các bạn sẽ an tâm hơn khi mua. Để test một chiếc LG G4 thì thường chúng ta sẽ có mã test, ví dụ như là 3845 thăng sao, mã của máy là 810 thăng. Tuy nhiên thì phiên bản mình đang cầm trên tay là phiên bản LG G4 của nhà mạng AT&T. Phiên bản này thì không sử dụng được mã 3845 hay là bất kỳ mã test nào. Tuy nhiên thì vẫn có thể vào được màn hình test của máy bằng cách cài đặt một số phần mềm. Tuy nhiên thì nó rất là phức tạp và không tiện, nên mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để test mà không cần phải dùng mã test. Ok, đầu tiên là chúng ta sẽ xem ngoại hình của máy. Ngoại hình của máy đối với máy mới thì đương nhiên là sẽ không xước, không cần móp gì. Nhưng với máy cũ thì chúng ta sẽ phải chấp nhận một vài vết xước nho nhỏ trong quá trình sử dụng của người chủ trước. Ví dụ như là các phần viền benzen có những vết xước răm. Nếu máy có các vết móp nặng thì các bạn nên suy nghĩ lại. Bởi vì trước đó thì có thể máy đã bị va đập khá là nặng và ảnh hưởng đến các chi tiết phần cứng bên trong. G4 thì tùy từng phiên bản. Đối với phiên bản nắp lưng da thì các bạn sẽ kiểm tra da của nắp lưng G4 có phải là da xịn nguyên gốc hay không. Nắp lưng xịn thì sờ vào mép sẽ không thấy bị cấn hay là bị lòi do các vết da lòi ra không được xử lý ra không tốt. Phiên bản nắp nhựa thì không cần phải kiểm tra phần này. Kiểm tra email của máy. Xem email của máy và email sau nắp lưng có trùng hay không. Nếu không trùng thì rất có thể là máy đã bị thay vỏ. Các bạn bấm vào sao thăng. Trong màn hình quay số thì các bạn bấm vào sao thăng 06 thăng. Một dãy email hiện ra, các bạn hãy lưu lại số email này và sau đó mở nắp lưng ra và xem phần email ở phía sau mặt, phía sau pin. Nếu trùng nhau thì là ok. Tiếp theo thì các bạn hãy kiểm tra phần màn hình. Màn hình có bị kênh màn hay không? Cần phải kiểm tra kỹ các lỗi điểm chết, đường trắng hay có bụi màn hình hay không. Để kiểm tra màn hình thì các bạn có thể tải phần mềm AnTuTu Tester ở trên Google Play. Sau khi mở lên các bạn vào LCD Test, chạm lên màn hình để đổi các màu. Ở trên màn hình này thì các bạn có thể kiểm tra được các điểm chết khi mà sử dụng màu đen và kiểm tra xem có bị đốm trắng hay không, khi có bị đốm màu hay là màn hình có gì khác biệt hay không. Ở trên các màn hình màu khác nhau, màn hình màu đỏ, màu xanh da trời và màu xanh lá cây. Ok, sau khi kiểm tra màn hình không bị điểm chết thì các bạn có thể kiểm tra luôn phần cảm ứng của máy. Các bạn hãy mở phần mềm Quick Memo. Sau khi mở được màn hình Quick Memo thì các bạn hãy vẽ khắp màn hình để chắc chắn rằng màn hình không có khoảng nào bị chết cảm ứng hay là liệt cảm ứng. Dĩ nhiên các bạn cũng sẽ kiểm tra 3 phím cảm ứng ở trên màn hình xem nó có hoạt động tốt hay không. Sau đó chúng ta sẽ kiểm tra loa của máy. Các bạn vào phần cài đặt, chọn âm thanh và ấn vào phần điều chỉnh âm lượng. Chúng ta để âm lượng tối đa của máy và sau đó kiểm tra xem loa có bị rè không hay có bị sôi hay không. Chúng ta cũng sẽ kiểm tra luôn chế độ rung của máy bằng cách ấn vào độ mạnh của rung và thay đổi một giá trị. Máy rung lên, tức là chế độ rung của máy hoạt động tốt. Ok. Tiếp theo thì chúng ta sẽ kiểm tra camera. Các bạn ấn vào nút camera, chụp thử một bức ảnh, kiểm tra chế độ lấy led laser. Chúng ta hãy thử che toàn bộ camera lại để kiểm tra xem camera có bị điểm chết hay không. Nếu như có điểm chết thì nó sẽ hiện các đốm trắng, các điểm sáng trắng ở trên màn hình. Chúng ta hãy kiểm tra cả hai phần camera và kiểm tra chế độ quay video. Trong chế độ quay video này thì các bạn có thể kiểm tra được cả mic, phần mic thu âm xem nó có hoạt động tốt hay không.
lại đoạn video đó. Nó có hoạt động tốt hay không? Nhớ là các bạn nên bật cả đèn flash lên khi kiểm tra phần camera này để chắc chắn là flash vẫn còn hoạt động tốt. Kiểm tra các kết nối, các bạn có thể kiểm tra phần kết nối wifi. Ở đây thì mình đã kết nối wifi rồi, tức là nó đã có vẫn còn hoạt động tốt. Để kiểm tra kết nối bluetooth này thì các bạn cần phải có hai thiết bị cùng đang sử dụng bluetooth, cùng đang mở bluetooth. Ở đây thì mình đang có một chiếc Z5 cũng đang mở bluetooth, và nếu mà nó tìm thấy được các thiết bị khác thì có nghĩa là nó vẫn hoạt động bình thường, bluetooth của máy vẫn hoạt động bình thường. Các bạn cũng có thể kiểm tra cả các phần cổng kết nối, ví dụ như là cổng kết nối micro USB. Nếu mà các bạn đem theo laptop thì các bạn có thể cắm thử hoặc nhờ các kỹ thuật viên thử giúp các bạn cắm thử tai nghe và nghe cả hai tai để biết jack 3.5 của máy vẫn còn hoạt động tốt. Tiếp theo thì các bạn có thể kiểm tra các phím bấm của máy. G4 thì chỉ có 3 phím ở mặt sau lưng này thôi. Các bạn hãy bấm thử, nếu mà nó không có dấu hiệu bất thường, không bị kẹt hay nặng phím là ok. LG G4 thì có cả khe cắm thẻ nhớ nên các bạn có thể kiểm tra thêm cả phần này. Mượn ở cửa hàng một chiếc thẻ nhớ và sau đó lắp vào cổng này. Các bạn hãy cũng lắp cả SIM và tiến hành thử nghe gọi, xem máy có sóng có thể nghe gọi được, nghe gọi to rõ ràng, để các bạn kiểm tra cả loa thoại cũng như là mic thu âm khi thoại của máy. Dùng thử cả 3G để biết máy vẫn còn hoạt động tốt trên mạng 3G. Và một điều cuối cùng các bạn có thể kiểm tra nhanh trên chiếc LG G4 đó là cảm biến xoay, cảm biến tiệm cận. Để kiểm tra cảm biến xoay thì các bạn hãy thử chụp một bức ảnh, sau đó mở xem ảnh và xoay ngang máy. Nếu hình ảnh của bạn xoay theo thì đó là cảm biến xoay của máy vẫn hoạt động tốt. Các bạn hãy thử lắp SIM nghe gọi. Trong lúc các bạn gọi điện để thử mic thu âm của máy cũng như là loa thoại của máy thì các bạn có thể che cảm biến của máy để test luôn cả cảm biến tiệm cận. Khi cảm biến tiệm cận tức là khi các bạn đưa máy lên gần tai thì máy sẽ tự động hoàn toàn tắt màn hình để má của bạn không vô tình chạm vào chức năng nào đó trên chiếc điện thoại G4. Các bạn hãy thử đưa tay lên sát phần cảm biến, nếu máy tắt là ok. Ngoài ra còn một phần nữa đó là phần test pin. Tuy nhiên phần test pin này khá là mất thời gian. Trong một vài trường hợp thì kể khi các bạn đã test ok hết ở cửa hàng, khi về nhà sử dụng thì các bạn bị một vài lỗi phát sinh, ví dụ như là lỗi sập nguồn hay lỗi cảm ứng. Thế nên trong quá trình mua chiếc LG G4 cũ thì điều quan trọng là các bạn chọn được cửa hàng thật uy tín hoặc mua của người thân thì tốt hơn. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về việc test một chiếc LG G4 cũ, các bạn có thể comment xuống phía dưới để mình giải đáp trong các video sau. Hoặc các bạn có cách test nào tối ưu hơn thì các bạn có thể comment xuống phía dưới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. I'm gonna change.